Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Nghèo thì làm sao để bố thí và cúng dường? Mỗi khi đến chùa, tôi thường nghe quý tăng ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả, làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường? Hỏi: mỗi khi đến chùa, tôi thường nghe quý tăng ni và đồng đạo nhắc đến là phải nên bố thí cúng dường để được phước đức về sau. Nhưng gia cảnh tôi không mấy khá giả, làm chỉ vừa đủ ăn thì làm sao mà có tiền để bố thí cúng dường? Tôi vẫn thắc mắc là chẳng lẽ những người có tiền của thường hay bố thí cúng dường lại càng được phước đức và sau này giàu có hơn, còn những người nghèo không có tiền đúc chuông, tạo tượng, xây dựng chùa chiền hay bố thí cho chúng sanh thì phải chịu số phận nghèo mãi hay sao? Như vậy có bất công hay không? Đáp: tôi xin được phép trả lời ngay là nếu phước đức và quả báo chỉ dựa trên sự đóng góp bằng tiền của thì đạo Phật rõ ràng là quá thiên vị với người giàu, không thể nào gọi là bình đẳng được. Câu chuyện của một bà lão ăn mày với gia tài chỉ có 2 xu, nhưng đã thành tâm mua đèn cúng Phật thì ngọn đèn vẫn còn sáng mãi. Trong khi đó, những ngọn đèn của các vua quan, của các trưởng giả với bao nhiêu phi dầu cúng Phật cũng đều cạn sạch và tắt dần. Khi đem duyên cớ hỏi Phật thì Phật cho biết: vì bà lão đã cúng dường chư Phật với tất cả tấm lòng thành, không mong cầu vụ lợi và một lòng hướng thượng, tuy là chỉ có 2 xu, nhưng đó là cả gia tài của bà lão. Bố thí như thế gọi là bố thí vô trụ tướng, là bố thí ba la mật, bố thí không có chỗ mong cầu và sở đắc. Còn cho dù các vua quan cúng thật là nhiều dầu, nhưng tâm còn tham cầu thì không thể so sánh được. Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy được phước đức không phải ở chỗ cúng nhiều hay ít, mà là ở chỗ tâm thành. Đa số chúng ta thường hiểu bố thí hay cúng dường là phải ra tiền của mới gọi là bố thí cúng dường. Nhưng thật ra đấy chỉ là ngoại tài thí, một trong 4 cách bố thí. Sơ lược sự khác biệt giữa bố thí và cúng dường: bố thí được dùng đối với những chúng sanh hay người bình thường, còn cúng dường là dùng cho những bậc tôn quý, ví dụ như là ông bà cha mẹ, hay là cúng dường chư Phật. Trong pháp tu lục độ của Bồ Tát thì hạnh bố thí là đứng đầu tiên trong 6 hạnh. Bố thí được chia ra làm 3 loại. 1. Tài thí. Tài thí được chia ra làm 2 loại: nội tài và ngoại tài. Nội tài là những phần đóng góp bằng công sức, ngoại tài là phần đóng góp bằng tiền của vật chất bên ngoài. Nếu đem so sánh thì bố thí nội tài phước đức nhiều hơn, vì đem tiền của bố thí thì ai làm cũng được, nhưng chịu bỏ công sức ra thì đấy là một việc khó. Đấy là chưa nói đến có một số người ỷ có tiền đem bố thí cúng dường, được chút gì thì lên mặt tự cho mình là đại thí chủ. Phước đức của những hạng người này lại càng kém xa. Người xưa cũng có nói rằng, của một đồng nhân công là một nén, cũng để so sánh cái công giá trị gấp 1000 lần cái tiền của bỏ ra. 2. Pháp thí. Pháp thí là nghe được, hiểu được và hành được theo kinh liễu nghĩa, làm được những cái khó tin, khó hiểu, khó làm, đem truyền đạt những lời Phật dạy khuyên chúng sanh hướng thiện, lưu truyền kinh điển của Phật, là mồi đèn nối đuốc là tục diện truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. 3. Vô ý thí. Vô ý thí là giúp cho chúng sanh được sự an tâm, không sợ hãi. Ví dụ có người sợ già bệnh chết,
thì chúng ta nói cho người đó hiểu. Đó là quy luật tất yếu tất nhiên mà ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Không có gì là đáng sợ. Một ví dụ khác là, có người đi thuyền sợ sống thì ta ngồi bên cạnh giúp đỡ trấn an tinh thần, làm cho người đó được an tâm hơn. Trước đây, tôi cứ ngỡ chi một số tiền để ấn tống kinh sách hay đem kinh ra nói pháp với một người nào đó là cúng dường pháp, pháp thí. Nhưng thật ra đấy chỉ là một phần rất nhỏ, vẫn chưa phải là pháp thí đúng nghĩa mà Đức Phật muốn nói. Trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, ngươi hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ngươi nói rộng về ý nghĩa người cúng dường pháp phải làm gì. Người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ, vì quá ư vi diệu, thanh tịnh tuyệt trần, vô nhiễm, vô vi, vượt ngoài tư duy phân biệt của người thường. Những kinh nhiếp thuộc về pháp tạng của Bồ Tát là dấu ấn của Đà La Ni, những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất thối chuyển, hoàn thành lục độ, thuận với pháp Bồ Đề, trên hết trong các kinh. Những kinh nghĩa dạy cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến. Nghe kinh nghĩa như thế không nghi ngờ sợ hãi, như thuyết tu hành gọi là cúng dường pháp. Lại nữa, người cúng dường pháp là người có khả năng nhận thức chân lý, tùy thuận pháp nhân duyên sanh, tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác, vô khởi của vạn pháp, có thể khiến cho chúng sanh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp luân, chư thiên, long thần, tán thán, có thể khiến cho chúng sanh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của hiền thánh, nói rõ những đạo lý của Bồ Tát làm, y cứ vào nghĩa thực tướng của các pháp. Tuyên rõ nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt, để cứu hộ những chúng sanh sai phạm giới cấm và những ngoại đạo ma quân, những người nặng nghiệp tham, sân, si sợ sệt răng chừa. Những kinh điển chư Phật ngợi khen, trái đường sanh tử, chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm và nói ra. Nghe kinh điển như thế mà tin sâu, hiểu kỹ, thọ trì, đọc tụng, vì các chúng sanh phân biệt giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó. Làm được những điều như thế, gọi đó là cúng dường pháp. Lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc diệu lý vô ngã, vô chúng sanh. Đối với chân lý nhân duyên, nhân quả không nghi ngờ chống trái, xa lìa tất cả ngã sở hữu. Trên đường học đạo tiến tu y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh, y pháp bất y nhân. Người cúng dường pháp còn là người tùy thuận pháp tướng. Đối với các pháp không có tướng sở nhập cũng không có chỗ sở quy, vì hiểu rằng vô minh rốt ráo tịch diệt. Khởi quán như thế nhận thấy rõ rằng 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thủy. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối thượng. Nếu đem so sánh cả ba loại bố thí trên thì pháp thí là đứng hàng đầu. Vì sao thế? Cứ y theo lời Phật dạy thì thực hành được đúng nghĩa của pháp thí thì chúng ta sẽ có được giải thoát và giác ngộ, và cũng đồng thời hóa độ cho những chúng sanh khác. Như thế công đức chẳng phải là vô lượng vô biên hay sao? Cùng với tư tưởng này, trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng: Giả sử cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dõng cầu chánh giác. Nghĩa là
giả sử có người đem của báu cúng dường chư Phật nhiều bằng số cát của sông Hằng, thì phước đức cũng không bằng người này tự cầu đạo và giải thoát cho chính mình. Vì sao thế? Vì chỉ lo cúng dường ông Phật bên ngoài chỉ là phương tiện râu ria bìa chéo, mà đã quên mục đích Đức Phật ra đời là để độ cho ông Phật tâm, Phật tánh của chúng sanh. Thế nên, ở bước đầu học đạo thì cần phải bố thí bằng tiền của công sức, nhưng đấy chỉ là phương tiện ban đầu. Còn mục đích cuối cùng là phải hóa độ cho được ông Phật tâm của mình. Đấy mới chính là pháp thí. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng có nói rằng, giả sử vô số kiếp của báu cúng dường Phật, chẳng biết Phật thiệt tướng, cũng chẳng gọi cúng dường. Ở đoạn này cũng xác định rõ ràng là nếu đem của báu cúng dường chư Phật trong vô số kiếp mà không biết được thật tướng của Như Lai thì không được gọi là cúng dường, nghĩa là công đức cũng chẳng có. Đấy là lý luận cao vút kinh kiếp của tư tưởng Đại Thừa. Thông thường thì ai cũng muốn ra tiền của bố thí cúng dường để đổi lấy được phước đức. Nhưng nếu phân tích ra thì anh bố thí để mong cầu được phước đức, nghĩa là anh làm bố thí với mục đích vụ lợi. Anh muốn ra tiền của ít mà muốn được lợi nhiều về mình. Như vậy là bố thí với mục đích vụ lợi, làm với lòng tham. Nói trắng ra là một cuộc mua bán đổi chác. Tôi ra công sức tiền của rồi, các ngài phải chấm điểm, phù hộ ban phước đức lại cho tôi. Như vậy trên căn bản là đã đi sai với mục đích của đạo Phật. Thế nên ở các kinh điển Đại Thừa thường hay bác bỏ phước đức hay công đức tu hành là ở lý do này. Làm thật nhiều việc phước đức, bố thí thật nhiều công sức và tiền của, giúp đỡ vô lượng, vô biên chúng sanh mà không bao giờ được tính công hay là mong cầu được người khác đền trả. Quý vị là Bồ Tát hay phàm phu là xét ở điểm này. Đạo lực của quý vị còn non hay là thâm hậu cũng là xét ở điểm này. Kết luận: như vậy, nghèo không có tiền của để bố thí thì bố thí bằng nội tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Những cách bố thí này phước đức vô lượng, vô biên, vượt trội xa những người chỉ bố thí bằng tiền của. Nói như vậy không phải là phủi bỏ công đức của những người bố thí bằng tiền của, mà chúng ta phải hiểu là bố thí không phải vì bỏ tiền của ra mới được gọi là bố thí. Cũng đồng thời những người bố thí bằng tiền của cũng đừng cho rằng phước đức của mình vượt trội hơn những người khác rồi sanh tâm ngã mạn, làm cho công đức bố thí của mình bị tổn giảm. Bố thí vật thực. Thuở xưa, bên cõi Thiên Trúc có năm anh em phú thương kia cử hành một cuộc lễ tế long trọng, và nhằm cơ hội này mới tổ chức một cuộc bố thí vĩ đại giúp mọi người nghèo khổ. Ai ai đều hoan hỷ và đồng thinh tán dương cuộc bố thí hy hữu, số tài vật thí ra thật nhiều, quá sức tưởng tượng. Cuộc lễ vừa chấm dứt thì từ đâu một con chồn đèn lại chạy đến. Nửa thân của chồn đã trổ màu vàng lóng lánh, và nửa thân thì lông còn giữ màu xám như thường. Chạy đến dưới đàn hành lễ, chồn lăn tròn dưới mặt đất mấy vòng, rồi đứng dậy nói cùng mấy người dự lễ như vậy: các anh chị đều phạm tội vọng ngữ cả, nào có hiến tế chi đâu. Sao người dám quyết lại chẳng có? Gia chủ đã thí cho kẻ nghèo vô số tài vật, ai lại còn chẳng biết. Này ngươi phải nhớ rằng đây là cuộc bố thí hy hữu trên cả thế gian. Nghe nói như vậy, chồn đứng nhóng hai chân, rồi chậm rãi nói rằng: các anh hãy lắng tai nghe tôi thuật lại chuyện này. Trước đây, trong một làng hẻo lánh, có hai vợ chồng cư sĩ kia rất nghèo, mà phải nuôi cả con và dâu. Họ nghèo đến mức túng thiếu trọn năm, và nhờ láng giềng thương xót mà giúp đỡ không biết bao nhiêu lần. Vận rủi dập dồn, từ đâu không ai rõ,
hạn hán thoạt xảy đến, thiêu hủy hết cỏ cây. Nạn đói lan tràn khắp thôn quê và thành thị trong 3 năm liên tiếp. Thật là vận khứ lôi vang tiếng phước bia. Gia đình của cư sĩ đã lâm vào cảnh khốn cùng không bút nào tả được. Cả nhà đã nhịn đói trọn 3 ngày. Buổi sáng kia vì đói quá, cư sĩ mới vét khạp gom nhóp được một nắm bột lúa mạch. Cư sĩ bèn đem hòa với nước lã, nấu chín thành bánh, chia ra 4 phần, cho mình, cho vợ, cho con và con dâu. Khi cả nhà xúm lại để ăn phần bánh tí ti cho đỡ đói, thình lình có ai gõ cửa. Cư sĩ vội bước ra mở và trông thấy một người khách lạ. Nên biết rằng, theo cổ tục của xứ Thiên Trúc, thì bổn phận của gia chủ phải tôn trọng bất cứ khách nào đến nhà. Khách là hóa thân của Thượng Đế, thì phải kính nhường cho xứng địa vị cao quý ấy. Vì bổn phận, cư sĩ cúi mình chào khách thưa rằng: xin mời ngài bước vào và chúc ngài được vạn phúc. Sau lúc khách đã an tọa, cư sĩ bèn đem dâng phần của mình. Khách dùng trong phút chốc là hết miếng bánh rồi nói rằng: thí chủ hại ta đó, nhịn đói 10 hôm, nay ăn một miếng bánh thì đói lại càng đói thêm. Nghe vậy, bà chủ nhà xin phép chồng đem luôn phần bánh của mình dâng cho khách. Nhưng cư sĩ biết vợ đã đói quá nên lòng chẳng nỡ. Bà vợ cố van lơn: tội nghiệp, thấy ông đói quá, tôi thật cầm lòng không được. Ta hữu phúc có nhà có cửa, vậy ta có phận sự giúp kẻ lỡ đường. Tôi là vợ, ông không còn chi thì tôi phải giúp thêm. Bà liền dâng phần bánh của mình. Khách dùng luôn, rồi cũng than rằng chưa hết đói. Người con trai của gia chủ bèn thưa rằng: xin cha hãy dâng phần bánh của con đi, đó là con phải giúp cha thi hành nhiệm vụ. Rồi khách lại dùng miếng bánh thứ ba mà cũng còn than đói. Người dâu của cư sĩ đem dâng luôn phần bánh của mình. Xong việc, khách mời vừa lòng, chúc phúc cho gia chủ rồi từ tạ ra đi. Trong đêm ấy, cả gia đình bị đói cả nên kiệt lực. 4 người đều qua đời. Qua ngày sau, có dịp tạt qua làng đó, chính ta đây đã ghé vào cái nhà bất hạnh ấy. Thấy còn rơi rớt một chút bột trên mặt đất, ta vội lăn mình trên bột, và bột ít quá nên sắc lông của ta mới trở màu vàng được có nửa phần thôi. Than ôi, từ đó đến nay ta bôn tẩu khắp 4 phương trời xa lạ, lòng thầm ước dự một cuộc hiến tế vĩ đại thứ nhì, nhưng mà ngày tháng trôi đi đã biết mấy thu mà ta chưa mãn nguyện. Thứ bột vàng quý ấy dường như đã tuyệt trên cảnh sắc ta bà. Hiện thời, màu vàng lóng lánh chỉ nhuộm được nửa thân ta. Vì cớ đó ta quyết rằng, đây chẳng phải là một cuộc hiến tế thích đáng. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh để xem những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.